Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề điều trị sẹo lòi nha. Thì sẵn mình lấy mình ra làm cái ví dụ luôn. Như cái mũi của mình nè, là trước đây á là nó bị viêm, nó bị thủng cái đầu mũi á. Thì khi mà mũi nó lành lại, nó sẽ bị mọc cái sẹo, mà cái sẹo nó sẽ không có bằng phẳng giống như vậy đâu, mà nó sẽ bị lòi lên và nó gồ ghề, nó giống như một cái trái cam á mọi người. Thì khi á mà mình không có dùng chống sẹo á thì á nó bị giống như vậy, tại vì lúc đó mình bị quản quá, mình không có thoa một cái gì lên hết. Tại vì mình sợ nhiều khi mình thoa tùm lum tà la, cái nó sẽ bị hả ảnh hưởng, nó sẽ bị mọc lan ra, nó sẽ bị hoại tử lan ra hết bên ngoài luôn, nên là mình bị mọc sẹo giống như vậy. Thì cái cách để mà mình có được một cái sẹo nó bằng phẳng vậy nè, đó, nó không có lộ rõ và nó đều màu á, là mình á đợi cho nó bắt đầu là nó cái sẹo á nó ổn định hết, nó cái mình đi plasma. Mình đi plasma có nghĩa là mình á đốt những cái chỗ mà nó bị gồ ghề á, cái chỗ nào bằng phẳng thì mình giữ lại nha, chỗ nào mà nó gồ ghề thì mình đốt á, cho nó bằng cái bề mặt da. Thì khi mà các bạn biết là khi mà mình đốt plasma thì nó sẽ có những dấu chấm 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 đúng không, nhìn nó sẽ hơi ghê, nhưng mà mình cố gắng mình để cho nó khô ráo. Khi mà nó bong cái lớp mài ra rồi thì mình thoa cái chống sẹo vô. Khi mình thoa chống sẹo vô á, nó giống như là nó được tạo ra một cái vết thương giả đó, thì nó sẽ hấp thụ cái dưỡng chất đó để nó tái tạo cái da của mình lại, và để cho cái da của mình á nhìn nó bằng phẳng nè, và nó đều màu hơn, và nó không có bị mọc cái sẹo lòi lại giống như lần trước nha. Vậy thì mình chốt lại là khi mà sẹo của mình đã bị lâu năm rồi thì mình thoa chống sẹo lên nó sẽ không có hiệu quả, mà mình á cần phải làm vết thương giả, có nghĩa là dùng laser hoặc là plasma để tạo vết thương giả, sau đó mình đợi cho nó bong tróc ra rồi mình mới thoa để mình tái tạo lại cho cái da của mình nó bằng phẳng và nó đều màu da nha.